Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay ngày 15 tháng 1 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã dự lễ khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp bất thường lần này dự kiến diễn ra trong 3 ngày theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội và sẽ bế mạc vào sáng ngày 18 tháng 1. Vào ngày 17 tháng 1, Quốc hội nghỉ một ngày để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.